Sau đó các bạn sẽ phải gạch chân ở dưới những cái từ khóa của câu hỏi lẫn câu trả lời cho cô ha. Và bắt đầu tiên sẽ là câu số 8. Thì các bạn có thể bật mic lên nói, hoặc là nếu mà mic của các bạn không nói được, các bạn có thể type cho cô ha. Những cái keywords trong câu số 8. Rồi, đầu tiên. Trần Đình Quang sử dụng một thiết bị thôi em ơi. Trần Đình Quang, em sử dụng giúp cô một thiết bị thôi nha. Ok, thank you. Rồi, đầu tiên, Bùi Thị Phương Chi. Dạ, cô. Ok, Chi, nói cho cô những cái keywords của câu số 8 đi, Chi ơi. Two friends, rồi. Talking. Pardon? Rồi, talking, rồi. Football training. Yes, football training, rồi. Nói. The boy. Feels, yes. Rồi, keyword của ABC nè. Fit, yeah, fit. As, fit as, và? Orders, yes. As, fit as, orders. Rồi gì nữa? Let down, yes. Let everyone down. Rồi gì nữa? Improve và overtime, yes, thank you Chi. Rồi ở đây thì câu số 8 mình sẽ nói về cái football training, là nói về những cái buổi tập huấn cho cái giải đá banh này. Vậy câu hỏi được đặt ra là feels, vậy the boy feels như thế nào? As fit as order có nghĩa là anh ấy có thể phù hợp, cái buổi training này nó phù hợp với anh ấy cũng như những người khác. Rồi câu B, let everyone down, thì mình sẽ có từ let down. Let down thì nó sẽ đồng nghĩa với lại disappointed. Đó. Let someone down. Thì nó sẽ đồng nghĩa với lại disappointed. Chỉ là thất vọng các bạn ha. He lets everyone down, nghĩa là anh ấy làm cho tất cả mọi người đều thất vọng. Và tiếp theo, he improve over time. Over time có nghĩa là làm quá, hoặc là cải tiến hoặc là cải thiện nhiều hơn. Ok, rồi qua câu số 9 nè. Ok, câu số 9 mình sẽ có là two friends. Yes, two friends nè. Rồi, talking, traveling, yes. To and from school, đúng rồi. Two friends là hai người bạn sẽ nói về gì? Hai người bạn sẽ nói với nhau về cái cách mà người họ đi đến trường và từ trường về lại nhà. Traveling to and from school có nghĩa là đi đến trường và từ trường về nhà. Vậy câu hỏi được đặt ra đó chính là thiếu từ nào quan trọng nhất đây Đạt ơi? Từ nào quan trọng nhất? Có một cái từ quan trọng nhất. Các bạn nào biết không? Ở trong câu hỏi what, đúng rồi, mình sẽ có what là một ha, the boy là hai và say là ba. What the boy say. Rồi, ở ABC mình sẽ có keyword là gì đây? ABC keyword. Thu Phương. Yeah. Yes. Cô làm
Câu A, school, gì nữa? By car, yes, school, car, gì nữa? Rồi câu B. Cycles, yes. School, yes. Đi xe đạp đến trường. Ok, tiếp câu C. Come home, và? Bus, yes, thank you, very good. Vậy câu A, người ta sẽ nói he goes to school by car, tức là anh ấy sẽ đi đến trường bằng xe thôi. Rồi câu B là anh ấy sẽ đạp xe đến trường, và câu C là anh ấy về nhà bằng xe buýt. Đó là câu số 9. Ok. Rồi qua câu số 10. Câu số 10. Mình sẽ có keyword là gì đây ở câu số 10? Vân Anh. Vân Anh, Bùi Thị Vân Anh. Bùi Thị Vân Anh. Có ở đây không em? Không hả? Vậy cô kích ra nha. Tiếp theo, Cao Vân Hải. Cao Văn Hải. Dạ có nghe. Ok Hải. Dạ câu số 10. Thì từ quá theo em đó là two people talking to yes, yes. Recipe yeah. And what the boy decide wrong yeah yes yeah. Rồi about the answer A ingredient missing. Yes, ingredient. B the quantity ingredient. Yeah. Incorrect. Very good. Or C added. Yeah. In the wrong order. Yes, add cái gì nè? Ingredient. Yes, ingredient. Okay, ingredient. Thank you. Yeah. Yes, thank you. Vậy ở câu số 10 này mình sẽ có từ recipe. Recipe này thì mình sẽ có những cái, nó là một noun các bạn hơn, và mình sẽ có những cái synonyms của cái recipe này, ví dụ như là guideline, instruction. A matter of step. We have a lot of synonyms of recipe. Recipe ở đây có nghĩa là công thức. Vậy thì mình sẽ có ingredient nghĩa là gì? What does the boy decide wrong with it? Thì câu số 10 người ta sẽ hỏi xem là trong cái hai người này đang nói về cái công thức vậy. Chàng trai này sẽ nói xem thử là cái chỗ sai là cái chỗ nào. Câu A thì có nghĩa ingredient ở đây thì nó có nghĩa là những cái thành phần mình bỏ lỡ mất một cái thành phần nào đó. Câu B là quantities là cái số lượng ha. Cái số lượng của những cái thành phần này hoặc là cái cân đo đong đếm đó các bạn của những cái thành phần này thì nó sai nè. Và câu C là cái trật tự để thêm vào từ những cái thành phần này thì nó bị sai trật tự ha. Đó là câu số 10. Ok rồi, mình qua câu số 11 nào. Câu số 11 hữu nhân. Dạ, câu số 11 là here two people. Yeah. Talking to yeah. Jim. Yeah. The woman says. Yeah. The answer A. Yeah. A. Yeah. What the answer? Yeah. The equipment. Yeah. And lockers. Dirty.
Equipment thì equipment như thế nào đây nhân? Equipment như thế nào? Isn't enough. Đó, and lockers are always full. Locker full. Ha, rồi equipment. A bit dirty. Đúng rồi, bit dirty. Yeah. Okay, thank you. About the gym, yeah. Yeah, very good. Thank you, Nhân. Như vậy ở câu số 11 thì người ta đang nói về cái phòng tập gym này, hai người này đang nói về tập gym này thì các bạn phải lưu ý là woman nói gì về cái phòng tập gym này. Câu A, isn't enough equipment, thì hôm bữa cô cũng có nói với các bạn đối với lại những cái keywords thì các bạn nhớ lưu ý giúp cô về những cái gọi là phủ định ha. Mình phải nhớ lưu ý về những cái gọi là phủ định. Isn't enough equipment ở đây sẽ có nghĩa là nó không đủ thiết bị. Câu B, lockers là những cái chìa khóa hoặc là những cái ổ khóa thì nó đầy hết rồi. Lúc nào cũng đầy kể, có nghĩa là lúc nào cũng có người mang đó đi và không đủ ấy. Rồi, bit dirty, dirty thì vậy từ trái nghĩa của dirty thì các bạn nào biết được từ trái nghĩa của dirty không? Đúng rồi, clean, clean, very good. Dirty thì mình sẽ có cái từ trái nghĩa ha. Tự như là clean hoặc là tidy or smart. Thì đó đều là những cái tính từ, thì đây đều là từ trái nghĩa hết các bạn nha. Từ trái nghĩa clean, tidy and smart. Ok, đó là câu số 11. Rồi qua câu số 12 nè. Câu số 12 Đào Xuân Hòa. Yeah, câu số 12 là a girl. Telling a friend. Yeah. New hobby. Yes. What? Yeah. The girl say. Yeah. Câu A là own photograph for sale. Yeah, very good. Câu B là her parents send photography course. Very good. Câu C là trying different style now. Very good. Thank you. Very good. Ở câu số 12 thì mình đang nói, cuộc hội thoại này sẽ nói về cái sở thích mới của cái cô nàng này và cô nàng này nói về bạn với bạn của cô ấy. Vậy câu hỏi được đặt ra là cô gái này nói cái gì? Câu A, for sales này, thì for sales này có nghĩa là gì các bạn? Những cái bức tranh của cô ấy thì for sales là được bán đi. Dạ. Rồi câu B, her parents, bố mẹ của cô ấy đã đưa cô ấy một cái khóa học về photography. Và cuối cùng là cô ấy đang thử ha, trying, is trying, cô ấy đang thử những cái style khác nhau. Rồi đó là câu số 12. Qua câu số 13 nè. Tấn Đạt, câu số 13 đi em. Dạ, cô là two friends talking about talking TV show. Dạ. The main say. Thiếu từ gì? What? Dạ. A là story too long. Dạ. B là story disappointing. Dạ. C là him. Series is too long, những cái phần thì nó quá là dài đi. Story is the wrong thing, thì ở đây mình sẽ có là verb adjective thêm in, nó có nghĩa là bổ nghĩa cho một cái sự vật sự việc nào đó. Vậy là cái câu chuyện thì làm cho thất vọng. Và cái câu D là cái kết thúc thì nó làm cho anh ấy muốn coi tập tiếp theo. Vậy mình sẽ có từ episode
episode này nó sẽ có từ đồng nghĩa với nó, có thể là từ chapter, chapter ha, hoặc là part, hoặc là session. That is a noun. That is a noun. Hoặc là nó cũng có thể là serious nữa các bạn ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nghe ở phần số 2. Listening part 2. For each question, choose the correct answer. Rồi, các bạn có nghe rõ không các bạn ơi? Dạ có không? Ok. Thank you. 8. You will hear two friends talking about football training. So, did you enjoy football training after school yesterday? You haven't done it before, have you? No, that was my first time. Yeah, I enjoyed the training session, but I don't think I was very good. What do you mean? Why? Those guys are so fit. Seriously, I really struggled to keep up. And a couple of times I didn't manage to catch the ball. I think everyone was disappointed in me. But all players feel like that at first. I'm sure you'll get better with practice. 9. You will hear two friends talking about traveling to and from school. So, do you always cycle to school? Most of the time, but if the weather's really bad, I take the bus. What about you? Do you usually walk to school? No, it's much too far to walk or cycle from home. My brother and I get a lift with Dad in the mornings. Our school is on his way to work. And how do you get home then? We get the train. I quite like it, actually. I often do my homework on the train, or most of it anyway, so I can chill out when I get home. 10. You will hear two people talking about a recipe. Oh, it's no good. I just can't get it right. What's the matter? I'm trying to make the cookies my grandma used to bake for me when I was little. My mum gave me the recipe. I followed all the instructions, but I just can't make them taste the same. I wonder if the measurements in the recipe are wrong. Or maybe I'm using different brands of ingredients, and that's making the cookies taste different. Perhaps your grandma had a secret ingredient which she didn't tell your mum about. Do you know? I bet you're right. That's just like my grandma. I wonder what it could be. 11. You will hear two people talking about a gym. What do you think of the new gym in town? It's great. I've been there a few times now. The equipment is very modern and everything is very clean and smart. It certainly seems very popular. It's always full of people. Yes, it does get very busy. But you never have to wait for equipment. There are enough machines for everyone. That's true. I just wish there were a few more lockers in the changing rooms. By the time I get there, they're all taken. So there's nowhere for me to give my things. I suppose I'll have to start going earlier. 12. You will hear a girl telling a friend about her new hobby. Wow! These photographs are amazing. Did you take them? Thanks. Yep, they're my photos. Seriously, they look really professional. You could sell them. Oh, I don't know about that. Maybe when I get a bit better at it. Did you take all of these with your phone? No, not these ones. I started getting interested in photography about a year ago. Then my parents gave me a really good camera for my birthday, and I decided to sign up for a photography course. I learned a lot of basic stuff, and at the moment, I'm just experimenting with various techniques. Well, I think you have a lot of talent. 13. You will hear two friends talking about a TV show.
Oh, why do they do that at the end of every series? I hate it when they end the show just as something terrible or exciting is about to happen. They leave you desperate to know what happens next, and you have to wait months for the next series to start so that you can find out. That's the whole idea, isn't it? They don't want you to forget to watch the new series. Well, there's no chance of that. I'm going to be wondering about the next episode all summer now. I'm sure you'll find something to take your mind off it before the next series starts. Rồi, đây is the first time. Đó là lần thứ nhất các bạn ha. Bây giờ mình sẽ nghe lại lần thứ hai và mình sẽ trả lời chung cho cô câu hỏi số 8 các bạn nha. Và cái câu mà các bạn chọn thì các bạn sẽ nói giúp cô là tại sao các bạn chọn hoặc là mình có thể nghe được cái gì để cho cái câu đó ha. Listening part 2. For each question, choose the correct answer. 8. You will hear two friends talking about football training. So, did you enjoy football training after school yesterday? You haven't done it before, have you? No, that was my first time. Yeah, I enjoyed the training session, but I don't think I was very good. What do you mean? Why? Those guys are so fit. Seriously, I really struggled to keep up. And a couple of times I didn't manage to catch the ball. I think everyone was disappointed in me. But all players feel like that at first. I'm sure you'll get better with practice. Rồi, câu số 8 các bạn chọn gì các bạn ơi? Và mình sẽ nghe, mình nghe được cái gì? Câu số 8. 8B. 8B. Đó. Can catch the ball. Yes, the right. Can catch the ball. Very good. Yes, can catch a ball. Rồi, điều đó làm cho anh ấy nghĩ như thế nào? Eyes are so fit. Seriously, I really struggled to keep up. Rồi, ở đây thì mình sẽ nghe được là I really struggle to keep up. Really struggle. Struggle to keep up. Keep up ở đây nó sẽ có nghĩa là theo kịp. I think everyone was disappointed in me. Yes, very good. Rồi, struggle to keep up. Keep up ở đây nó sẽ có nghĩa là theo kịp các bạn ha. Struggle là tôi cố gắng, tôi đấu tranh để mà theo kịp nó. Như vậy thì đối với lại cái câu này thì mình sẽ không chọn câu A. Đối với câu này thì mình sẽ không chọn câu A ha. Đây, đối với câu really struggle to keep up thì mình sẽ không chọn câu A bởi vì là đối, cái training này thì nó khá là nhanh với anh ấy cho nên anh ấy đang phải cố gắng đấu tranh để mà theo kịp nó. Good. Rồi tiếp theo. And a couple of times I didn't manage to catch the ball. Yes, I didn't catch the ball. Very good. Didn't catch. Rồi, cái này cô cho lên trên này. Think everyone was disappointed in me. Yes, and everyone, he think that. Yes, he thought that everyone. Yes, was disappointed. In him.
Rồi, good, very good. Chỉ cần câu đó thôi là các bạn có thể chọn được câu gì? 8B. Very good, 8B. Còn câu C mình không chọn là bởi vì... But all players feel like that at first. I'm sure you'll get better with practice. Get better. He sure does. The girl say that. Get better. With practice. Nghĩa là bạn chàng trai này thì cần phải luyện tập thường xuyên hơn chứ không phải là tiến bộ theo từng ngày ha. Cho nên là đối với câu C mình cũng sẽ không chọn, còn câu A mình cũng không chọn là bởi vì việc mà tập luyện này nó quá sức với là anh ấy, mà anh ấy phải đang cố gắng đấu tranh để theo kịp nó. Cho nên mình sẽ chọn câu B. Very good. Rồi. Câu số 9. Mình sẽ nghe câu số 9 nha các bạn nha. 9. You will hear two friends talking about traveling to and from school. So, do you always cycle to school? Most of the time, but if the weather's really bad, I take the bus. What about you? Do you usually walk to school? No, it's much too far to walk or cycle from home. My brother and I get a lift with Dad in the mornings. Our school is on his way to work. And how do you get home then? We get the train. I quite like it, actually. I often do my homework on the train, or most of it anyway, so I can chill out when I get home. Yes, câu số 9 các bạn chọn gì đây các bạn ơi? C. 9C. 9B. 9B, 9A, 9A. Okay. Vậy thì đầu tiên đối với lại câu A, câu A, B. Rồi câu B là sẽ nhiều nhất đúng không? Mình sẽ sửa câu B trước các bạn ha. He usually cycle to school. Nhưng mà các bạn nghe lại xem thử là họ nói cái gì về cái cycle to school nha. How do you get home then? We get the train. So, do you always cycle to school? Most of the time, but if the weather's really bad, I take the bus. Cái này là cycle to school, có nghĩa là the boy asked the girl, đúng không các bạn? The boy asked the girls, do you cycle to school? What about you? Rồi bây giờ the girl mới hỏi lại the boy và câu trả hỏi của mình là what does the boy say? Cho nên các bạn phải chú ý vào những cái câu mà the boy says. Do you usually walk to school? No, it's much too far to walk or cycle from home. Nghe được cái gì các bạn? Too far, đúng rồi. Ở câu B mình sẽ là too far. Đúng rồi, too far to walk. Đó. Cycle. Too far to walk or cycle. Cho nên cái nhà của anh ấy thì quá xa cho mình đi bộ hoặc là đạp xe. Vì vậy mình sẽ không chọn câu B. Ha? Rồi, tiếp theo. Nghe được chi tiết này. My brother and I get a lift with Dad in the mornings. Rồi, nghe được gì ở câu đó các bạn? Các bạn nghe được cái gì ở câu đó? My brother and I walk to school. No, it's much too far to walk or cycle from home. My brother and I get a lift with Dad in the mornings. Get a lift, very good. Đúng rồi, get a lift with Dad in the morning, very good. Mình sẽ có cái cụm là get a lift. Get a lift này thì nó sẽ có nghĩa là đi nhờ xe nha các bạn nha. Nguyên cái cụm của nó thì nó sẽ có nghĩa là đi nhờ xe. Còn nếu như mà lift mà đứng một mình á. Nếu mà lift mà đứng một mình thì nó sẽ có nghĩa là thang máy. Nó sẽ đồng nghĩa với lại elevator.
nó sẽ đồng nghĩa với elevator thì là thang máy. Còn có cộng get a lift này có nghĩa là đi nhờ xe. Và sáng là anh ấy đi, anh ấy cùng với lại anh trai của mình đi nhờ xe ba. Và buổi sáng, very good for that. Như vậy chỉ cần rồi tiếp theo. Các bạn nghe xem thử ở câu tiếp theo nữa. Nghe cho nó chắc xem thử là anh ấy về nhà bằng gì, có phải là đi bằng xe buýt hay không. Our school is on his way to work. And how do you get home then? We get the train. We get gì các bạn? Anh ấy về bằng gì? Nghe được không? Yes, train. Không phải là bus mà là train. He gets the train. Get the train from home from school. Get the train home from school. Như vậy đối với lại câu số 9 là mình sẽ chọn câu gì? Câu A. Câu số 9 mình sẽ chọn câu A. Get a lift, đi nhờ xe, đi nhờ bằng xe. Xe. Rồi, không chọn câu B là bởi vì nó too far. Và mình cũng không chọn câu C là bởi vì anh ấy đi về nhà bằng xe, bằng tàu lửa chứ không phải là bằng xe buýt. Rồi. Rồi, giờ mình qua câu số 10 nha các bạn nha. I quite like it actually. I often do my homework on the train, or most of it anyway, so I can chill out when I get home. 10. You will hear two people talking about a recipe. Oh, it's no good. I just can't get it right. What's the matter? I'm trying to make the cookies my grandma used for me when I was little. My mum gave me the recipe. I followed all the instructions, but I just can't make them taste the same. I wonder if the measurements in the recipe are wrong. Or maybe I'm using different brands of ingredients and that's making the cookies taste different. Perhaps your grandma had a secret ingredient which she didn't tell your mum about. Do you know? I bet you're right. That's just like my grandma. I wonder what it could be. Rồi, câu số 10 nè các bạn. Câu số 10 các bạn chọn cái gì? Ten A, mình nghe được cái gì không các bạn ơi? Yeah. But I just can't make them taste the same. I wonder if the measurements in... Rồi, mình nghe lại từ chỗ số 2 nha. You will hear two people talking about a recipe. Oh, it's no good. I just can't get it right. What's the matter? I'm trying to make the cookies my grandma used to bake for me when I was little. My mum gave me the recipe. I followed all the instructions. Đó. Mình sẽ có là cái gì? Follow on the instruction. Followed on the instruction. But I just can't make them taste the same. I wonder if the measurements in the... Deep. Follow on the instruction. Cho nên là mình sẽ không chọn câu C. Mình sẽ không chọn câu C các bạn ơi, bởi vì yes, that's right, follow on the instruction. Mà trong câu C thì nó lại nói là wrong order. Mà cô anh này thì lại bảo là đã theo hết tất cả, theo đúng hướng dẫn luôn rồi. Cho nên là mình sẽ không chọn câu C. Hay là thậm chí cái này các bạn cũng có thể chọn là mình dựa vào cái này mình để mình không chọn câu B luôn cũng được các bạn. Tại vì ở câu B là cái số lượng cân đo đong đếm của những cái thành phần ở trong cái recipe, trong cái công thức á là sai. Nhưng anh ấy lại khẳng định là anh ấy theo đúng tất cả những cái hướng dẫn của mẹ anh ấy rồi. Đây.
Cho nên đối với câu này là mình sẽ không chọn câu B và câu C. Để coi câu A, grandma had a secret ingredient, đúng hay sai ha? My mum gave me the recipe. I followed all the instructions, but I just can't make them taste the same. I wonder if the measurements in the recipe are wrong. Rồi, ở đây các bạn cũng có thể nghe được từ là measurement. Measurement, nó có nghĩa là sự đo lường các bạn hả? Sự đo lường. Nó thay cho cái quantities of ingredient đó các bạn. Measurement, sự đo lường. Or maybe I'm using different brands of ingredients and that's making the cookies taste different. Perhaps your grandma had a secret ingredient which đúng rồi. She didn't tell your mum about. Do you know? I bet you're right. I bet you're right. Ở đây. Tôi cá là bạn đúng. I bet you're right. Just like my grandma. Rồi, mình sẽ có là pet you right. Tôi cá là bạn đúng. Vậy bạn ở đây là ai? Có nghĩa là the girl. Và the girl nói cái gì về cái này? Đó chính là grammar. Đúng rồi, very good. Grammar. Grammar use a secret ingredient. Cho nên đối với lại câu số 10 này thì mình sẽ chọn câu A. Very good. Different. Perhaps your grandma had a secret ingredient which she didn't tell your mum about. Do you know? I bet you're right. That's just like my grandma. I wonder what it could be. Rồi, đó là câu số 10 các bạn ha. Bây giờ mình sẽ qua tiếp câu số 11 với cô. Xin lỗi, câu số 11 các bạn sẽ chọn cái gì và mình nghe được cái gì? 11. You will hear two people talking about a gym. What do you think of the new gym in town? It's great. I've been there a few times now. The equipment is very modern and everything is very clean and smart. It certainly seems very popular. It's always full of people. Yes, it does get very busy. But you never have to wait for equipment. There are enough machines for everyone. That's true. I just wish there were a few more lockers in the changing rooms. By the time I get there, they're all taken. So there's nowhere for me to leave my things. I suppose I'll have to start going earlier. Rồi, câu số 11. 11B. Yes, mình nghe được cái gì các bạn? Mình nghe được gì mà mình lại chọn B? Các bạn có nghe được cái gì không? Có bạn nào nghe được cái gì không các bạn? Every time she should con the locker always taken. Yeah, very well. Rồi mình sẽ nghe và check lại ha. That's true. I just wait. The equipment is very modern and everything is very clean and smart. Equipment. Equipment thì đầu tiên mình sẽ nghe về, bởi vì câu A đó nói về equipment cho nên mình sẽ để cái equipment ở trên câu A. Equipment thì như thế nào? Thứ nhất là modern và everything is gì đây các bạn? Everything is, rồi cô sẽ cho cái này lên phía trên nha các bạn nha. Này là từ dirty nè. Rồi, everything is clean and smart. Everything is clean and smart. Cho nên là mình sẽ không chọn câu C. Không chọn câu C ha. Tiếp. It certainly seems very popular. It's always full of people. Yes, it does get very busy. But you never have to wait for equipment. There are enough machines for everyone. Rồi, ở câu đó các bạn nghe được cái gì không các bạn ơi?
Mình có nghe được gì không? Nghe lại câu đó thử nha. Full of people. Yes, it does get very busy. But you never have to wait for equipment. You never have to wait. See? Never have to wait. Nghĩa là bạn không bao giờ phải chờ. Never have to wait. Bạn không phải bao giờ phải chờ những cái equipment. There are enough machines for everyone. Yes. Nghe được không các bạn? There's gì? There are enough. Mà người ta không có đọc hẳn ra là enough các bạn, người ta thì các bạn sẽ thấy được là nó nhấn ở cái từ enough á. There are enough. Đó. Machine for everyone. Cho nên câu B mình cũng sẽ không chọn. À, câu A mình cũng sẽ không chọn. Đúng không các bạn? Mình sẽ không chọn câu A. Bởi vì câu A là nó bảo là nó không đủ thiết bị. Thiết bị không có đủ trong cái phòng tập gym. Nhưng mà mình khi mà mình nghe anh này nói thì nó sẽ đủ. Đủ những cái thiết bị cho tất cả mọi người. Và mọi người không cần phải chờ đợi gì cả. Cho nên nếu như mày đã nghe được tới hai cái này rồi thì mình có thể sử dụng luôn phương pháp loại trừ giúp cô. Đó chính là câu B. Mình sẽ làm câu B ha. Rồi, nghe xem thử là có đúng là taken không nha. That's true. I just wish there were a few more lockers in the changing rooms. By the time I get there, they're all taken. So the... they're all taken. Yes, they're all taken. Nghĩa là những cái locker này thì như thế nào? Những cái locker này thì đều bị lấy đi hết. Locker. Are always taken. Đều bị lấy đi cả. Luôn luôn, lúc này nó cũng bị lấy hết. Chứ nó không bao giờ còn đủ độ trống cho mọi người. Vậy, cho nên mình sẽ chọn ở câu số 11 và câu B. Rồi, qua câu số 12 nữa các bạn. I've been there a few times now. The equipment is very modern and everything is very clean and smart. It certainly seems very popular. It's always full of people. Yes, it does get very busy, but you never have to wait for equipment. There are enough machines for everyone. That's true. I just wish there were a few more lockers in the changing rooms. By the time I get there, they're all taken, so there's nowhere for me to leave my things. I suppose I'll have to start going earlier. 12. You will hear a girl telling a friend about her new hobby. Wow! These photographs are amazing! Did you take them? Thanks. Yep, they're my photos. Seriously, they look really professional. You could sell them. Oh, I don't know about that. Maybe when I get a bit better at it. Did you take all of these with your phone? No, not these ones. I started getting interested in photography about a year ago. Then my parents gave me a really good camera for my birthday, and I decided to sign up for a photography course. I learned a lot of basic stuff, and at the moment, I'm just experimenting with various techniques. Well, I think you have a lot of talent. Rồi, câu số 12. Các bạn chọn câu nào đây các bạn ơi, câu số 12. B, C, yes, rồi. Câu B thì các bạn nghe được gì không? Còn câu C thì mình có nghe được gì không? That, maybe when I get a bit... You will hear a girl telling a friend about her new hobby. Wow, these photographs are amazing. Did you take them? Thanks. Yep, they're my photos. Seriously, they look really professional. Professional thì nó sẽ có nghĩa là chuyên nghiệp các bạn hả?
Các bạn sẽ nghe được cái từ là professional, chuyên nghiệp. Professional, chuyên nghiệp. Đó là tính từ nha các bạn nha. You could sell them. Oh, I don't know about that. Rồi, you can sell them. Nhưng mà cô gái nói gì? Cô gái nói gì các bạn có nghe được không? I don't know. Yes, I don't know about that. Thì sẽ đồng nghĩa với lại cô ấy không đồng ý, disagree. Telling a friend about her new hobby. Thanks. Yep, there are my photos. Seriously, they look really professional. You could sell them. Oh, I don't know about that. Maybe when I get a bit better at it. Did you take all of these with your phone? No. Not these ones. I started getting interested in photography about a year ago. Then my parents gave me a really good camera for my birthday. Rồi, her parents đưa cho cô ấy cái gì á các bạn? Parents đưa cho cô ấy cái gì? Các bạn có nghe được không? Camera, đúng rồi, cho cái nhịp gì? A camera, yes, gave her, very good, gave her a camera for birthday, for her birthday, yes, very good. Cho nên là câu B mình sẽ không chọn, đúng không? Interested in photography about a year ago. Then my parents gave me a really good camera for my birthday and I decided to sign up for a photography course. Và cô ấy tự đăng ký, quyết định là tự đăng ký các bạn. Cô ấy quyết định tự đăng ký ha, mình sẽ có là sign up. Cô ấy tự đăng ký cho cái khóa học, sign up the course của mà cô ấy thích tự đăng ký ha. Really good camera. I learned a lot of basic stuff and at the moment I'm just experimenting with various techniques. Rồi, at the moment thì như thế nào đây các bạn? Đây là câu C. Các bạn có nghe được không? The moment just is experiment. Có nghĩa là cô ấy muốn tự trải nghiệm with various techniques. Rồi, nghe lại câu này giúp cô ha. Cho nên đối với lại câu số 12 thì mình sẽ chọn là câu số 12 C. Rồi, nghe lại cái câu I'm just at the moment. Now với at the moment nó sẽ giống nhau nha các bạn nhé. Okay. And I decided to sign up for a photography course. I learned a lot of basic stuff and at the moment I'm just experimenting with various techniques. Well, I think you have... Đó là câu số 12, experimenting with various techniques. Muốn tự trải nghiệm những cái thiết bị đa dạng khác. Okay, good. Rồi, bây giờ mình sẽ qua câu cuối cùng, câu số 13 nha các bạn. I have a lot of talent. 13. You will hear two friends talking about a TV show. Oh, why do they do that at the end of every series? I hate it when they end the show just as something terrible or exciting is about to happen.
They leave you desperate to know what happens next, and you have to wait months for the next series to start so that you can find out. That's the whole idea, isn't it? They don't want you to forget to watch the new series. Well, there's no chance of that. I'm going to be wondering about the next episode all summer now. I'm sure you'll find something to take your mind off it before the next series starts. Listening. Rồi, câu số 13 các bạn chọn gì đây các bạn ơi? Cô sẽ để cái này ở phía trên này ha. Đồng nghĩ với lại Ambitious. 13C. 13C. Dạ, mình có nghe được cái gì không các bạn? Rồi. Okay. And I decided to sign up for a photography course. Well, I think you have a lot of talent. Thirteen. You will hear two friends talking about a TV show. Oh, why do they do that at the end of every series? I hate it when they end the show just as something terrible or exciting is about to happen. Rồi, I hate it. Cái gì đây các bạn? I hate cái gì đây? Hate cái gì? Hate at the end. Hate at the end of show of this show. At the end. Yes, at the end of shows. Always. At the end of show is always, that is a something exciting. Terrible. Is about to happen. Is about to happen. Lại câu này các bạn ha. The end of every series. I hate it when they end the show just as something terrible or exciting is about to happen. Rồi, điều này chứng tỏ là cái gì đây? Anh ấy không phải là that is not a disappointing of the story. Anh ấy không có thất vọng về cái story, mà anh ấy chỉ cảm thấy như thế nào? Frustrated. Anh ấy chỉ cảm thấy. They leave you desperate to know what happens. Đây. Anh ấy chỉ có cảm thấy là frustrated. Nghĩa là nản chí, nản lòng á. Nản chí hoặc là nản lòng mỗi lần mà gì? Mỗi lần mà cứ đến cái đoạn gây cứng, đúng không? Đoạn gây cứng thì nó lại hết. Cho nên câu này mình sẽ không chọn câu B các bạn hả? Rồi, tiếp theo. Next, and you have to wait months for the next series to start so that you could... You have to wait gì các bạn? Cho nên là câu này. Câu này là câu... Rồi, cái này là B nha. Các bạn có nghe được không? Have to wait gì? The end of every series. I hate it when they end the show just as something terrible or exciting is about to happen. They leave you desperate to know what happens next. And you have to wait months for the next series to start so that you can... You have to wait... Yeah, you have to wait the thing that wait a month. Wait a month. Yes. To find out to the next serious star. Yeah, have to wait a month. Đó là series. À. Như vậy phải một tháng. Một tháng để mà bắt đầu.
một tháng thì cái phần mới, cái chat mới thì nó sẽ bắt đầu ra. Rồi. E-show. Oh, why do they do that at the end of every series? I hate it when they end the show just as something terrible or exciting is about to happen. They leave you desperate to know what happens next, and you have to wait months for the next series to start so that you can find out. That's the whole idea, isn't it? They don't want you to forget to watch the new series. Well, there's no chance of that. Find out. Ở đây mình sẽ có thêm từ find out nè các bạn nhé. Find out. Find out nó có nghĩa là tìm ra ha. Tìm ra hoặc là tìm thấy. Chứ không phải là too long. Nó không có quá dài. Và các bạn sẽ chỉ cần một chờ một tháng thôi. Là bởi vì anh ấy phải chờ. Chứ không phải là nói về cái series này nó quá dài. Vì vậy là mình sẽ không chọn câu A và cũng không chọn câu B. Very good. Mình sẽ chọn ở câu gì đây? Câu C. Câu C. Bởi vì gì? Anh ấy can't wait. Trong này thì các bạn sẽ nghe được cái chỗ mà cô gái nói. Thì cô gái nói sẽ ý là anh ấy sẽ không thể nào mà chờ tiếp được. Can't wait for the next series. To start. Yes. Necessary to start because of the way this series end. Đó là câu số 13. Okay. Rồi, xử lý kế bạn. Xong rồi mình sẽ qua phần tiếp theo, phần số 3. Rồi, xong chưa? Mình qua phần số 3 nha các bạn nha. Rồi cái từ frustrated này nó không phải là verb đâu nha các bạn nhé. Nó là tính từ, nó có nghĩa là nản lòng, nản chí. Còn find out này thì nó mới là verb nha. Tìm ra, tìm thấy. Find out. Rồi đó là câu số 13. Bây giờ mình sẽ qua câu bài số 3. Bạn nào chưa xong thì có thể nói cô quay lại nha. Rồi qua bài số 3 nè. Ở bài số 3 thì người ta sẽ yêu cầu các bạn làm gì đây? Nhìn vô thì các bạn sẽ thấy được là người ta yêu cầu mình làm gì? Điền. Fill in the gaps. Điền vô chỗ trống. Và trong cái phần fill in the gaps này thì các bạn sẽ có là 6 gaps. 6 gaps. Và khi mà các bạn điền vô chỗ trống này thì các bạn chỉ có khoảng cỡ 20 giây để mà các bạn đọc tất cả những cái câu hỏi, nội dung của cái phần part 3 này. Sau đó mình sẽ phải làm thật là nhanh để guess xem thử là cái khoảng trống đó mình sẽ điền loại từ nào vô. Mình sẽ điền loại từ nào vô trong cái khoảng trống đó dựa vào trước hoặc là sau, những cái thông tin trước và sau khoảng trống để mà mình tìm loại từ thích hợp để điền vô chỗ trống. Thì trước hết ở phần số 3 các bạn phải lưu ý giúp cô ở cái đề bài. Đề bài người ta yêu cầu các bạn là write one a two words, là write one or two words, chỉ được viết một hoặc là hai từ, có nghĩa là các bạn chỉ được viết tối đa là hai từ mà thôi, hoặc là các bạn có thể viết một số, hoặc các bạn có thể viết cả ngày, date, nghĩa là ngày tháng năm, và cuối cùng là các bạn có thể viết cái thời gian của nó. Như vậy thì cái one, two words này thì người ta, những cái từ nào thì nó sẽ là được tính là một từ hoặc là hai từ. Thì trong tiếng Anh, những từ như thế nào hoặc là cái cách viết như thế nào sẽ được tính là một từ. Thì mình sẽ có cái phần, cô sẽ đưa cho các bạn những cái ví dụ để mà mình biết rõ hơn về cái gọi là một từ là như thế nào trong tiếng Anh.
Rồi, ví dụ như ha, cô có cái ví dụ đầu tiên là 30,000. Đây là một con số. Và con số này thì người ta vẫn sẽ tính là một từ. One word. Khi mà các bạn viết như thế này thì người ta vẫn tính là một từ các bạn ha. Hoặc là một number. One number. Hoặc là hoặc là one đều được các bạn ha. A number hoặc là one number. Hoặc là one word hoặc là a word đều được ha. Rồi cái tiếp theo. Ví dụ như các bạn viết giờ. Ôi, cái này cô đã dạy các bạn chưa nhỉ? Ở phần này cô đã dạy các bạn chưa ta? Cô đã cho các bạn ví dụ về cái phần này chưa hả? Ok. Rồi. Ví dụ như là các bạn viết là 9 giờ 30 sáng chẳng hạn. Ok. Rồi ví dụ như các bạn viết là 9 giờ 30 sáng chẳng hạn. Thì khi mà các bạn viết như thế này á, trong tiếng Anh người ta cũng sẽ tính là một từ các bạn nha. Trong tiếng Anh người ta cũng sẽ tính là một từ. Hoặc người ta cũng có thể tính là cái này là một số. Hoặc người ta cũng có thể tính cái này là một số. Hoặc là a time á. Hoặc nó cũng có thể là a time á các bạn. Rồi ở câu ví dụ tiếp theo. Ví dụ tiếp theo như là cái này thì nó đơn giản hơn này, 55 nè. À, trước hết chưa lấy 55 đâu. Mình sẽ lấy về cái date đi. Mình sẽ lấy về cái date. Ví dụ như các bạn, ngày hôm nay là 15 đi. 15 tháng 7 năm 2021 chẳng hạn. Đây, cái này người ta cũng sẽ tính là a word nha các bạn nha. Cái này người ta cũng sẽ tính là a word. Nó cũng sẽ được tính là một từ, one word. Hoặc là nó có thể tính là a date thôi cũng được. Rồi. Ví dụ tiếp theo là số này thì đơn giản cho các bạn hơn. 55 thì 55 này nó cũng sẽ được tính là a number. A number hay là a word, one word. Hoặc a number, hoặc là one number. Or one number. Tuy nhiên, khi các bạn viết là 55 không thì nó sẽ được tính là một từ hoặc là một số. Nhưng khi các bạn viết là 55%, 55% như thế này thì nó cũng sẽ được tính là một số các bạn nha. Nó sẽ được tính là một số. One number. Nó sẽ được tính là một số. Chứ không phải là a one word đâu nha các bạn nha. Nó sẽ được tính là một số. Cho nên lưu ý nếu như mà các bạn có để cái phần trăm này thì phần trăm này nó không được tính là một từ đâu. Đó. 55 không á thì nó sẽ được tính là một từ hoặc là một số. Nhưng 55% thì nó sẽ chỉ được tính là một số thôi chứ nó không được tính là một từ. Và cái phần trăm này, cái phần trăm này thì nó sẽ không được tính là một từ. Thì các bạn nhớ lưu ý giúp cô. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo mình sẽ có ví dụ về ngày hoặc là tháng chẳng hạn. Ngày hoặc là tháng. À, trước khi qua cái phần ngày tháng này thì cô sẽ nhắc thêm một các bạn một cái nữa, đó chính là ở cái phần mà các bạn sẽ viết thẳng ra. Ví dụ như 55% đó nó chính là cái ký hiệu của mình. Nhưng khi các bạn viết thẳng từ ra percent như thế này, 55% như thế này thì nó sẽ được tính thành one word and one number. And one number ha. 55% thì nó sẽ được tính là one word và one number. Một số và một từ. Rồi. Một cái ví dụ tiếp theo là nói về ngày và tháng. Ví dụ như mình có là ngày 15 tháng 7 đi. July
ngày 15 tháng 7. Thì đối với ngày 15 tháng 7 này, mình sẽ tính nó chính là gì đấy? One number. One number and one word. Nó sẽ được tính là one number and one word các bạn ha. Đối với lại gì? Đối với lại listening. Đối với lại kỹ năng listening thì nó sẽ được tính là one number and one word. Còn nếu như ở trong writing, đối với lại kỹ năng writing thì cái này nó sẽ được tính là two words. Cho kỹ năng writing. Đó, nó khác nhau là như vậy, vậy các bạn nhớ lưu ý giúp cô ha. Trong listening á, thì khi mà các bạn ghi như vậy thì nó sẽ được tính là one number and one word. Còn nếu mà trong viết á, thì nó sẽ được tính thành hai từ nha các bạn nha. Rồi, ví dụ tiếp theo nào. Ví dụ tiếp theo thì cái ví dụ này thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn hơn. Ví dụ như mình sẽ có từ 6 million chẳng hạn. 6 million chẳng hạn. Thì cái này thì các bạn nhìn vô các bạn sẽ biết được nó sẽ được tính là hai từ ha. 6 million là hai từ. Ngoài ra những cái từ nhỏ nhỏ, ví dụ những cái mạo từ như là a nè, rồi nè, the nè, hoặc là những cái giới từ như in, at, on, rồi of chẳng hạn, thì tất cả những cái giới từ như vậy hoặc là những cái mạo từ như vậy, các bạn tuy thấy nó nhỏ thì các bạn sẽ nghĩ là ờ thôi nó không đáng kể đâu, mình không được tính từ đâu. Nhưng mà không các bạn, những cái từ như vậy nó vẫn được tính nha các bạn nha. Nó vẫn được tính thành một từ. Cho dù là a number thì nó vẫn được tính là một từ. Thành ra từ a number chẳng hạn nó chính là hai từ nha các bạn nha. Những cái giới từ hoặc là những cái mạo từ đều được tính, đều được đếm đã cả. Counted ở đây nó nghĩa là đếm ha. Rồi, có một cái loại từ mà các bạn cũng sẽ hay gặp nữa, đó là những cái từ nối. Ví dụ như là từ nối thì mình sẽ gọi tên nó là hyphenated. Hyphenated words. Những cái từ nối này nó đều sẽ được đếm cả hết. Ví dụ, tôi lấy ví dụ như vậy. Từ nối là những từ như thế nào? Từ nối nó sẽ được đếm thành một từ, as one word này. Từ nối là những cái từ mà nó có cái dấu gạch ngang nhỏ ở giữa các bạn, thì nó sẽ gọi là từ nối. Ví dụ như là up to date này. Những cái từ như thế này thì sẽ là từ nối, và những cái từ như vậy thì người ta sẽ gọi nó là one word. One word. Hoặc là ngoài ra mình cũng sẽ có những cái từ như là easy going chẳng hạn. Easy going. Nó là tính từ ha. Thì cái này nó cũng sẽ được tính là one word. Được chưa? Đó là số 8. Rồi, tiếp theo. Từ nối rồi, bây giờ mình sẽ có từ ghép. Từ ghép thì các bạn sẽ có là compound nouns, danh từ ghép. Thì đối với cả danh từ ghép này, hai từ riêng biệt được viết liền với nhau để tạo thành một cái nghĩa hoàn toàn khác thì người ta sẽ gọi là compound nouns. Và những cái compound nouns như thế này người ta cũng sẽ được tính là một từ các bạn ha. Cô lấy ví dụ như blackboard. Đây, từ blackboard này nếu các bạn viết tách ra thì black nó sẽ có nghĩa riêng biệt, nó có nghĩa là đen. Board nghĩa là bảng, khi mà mình viết gần nhau lại thì nó sẽ có là tạo thành một cái compound noun, nó có nghĩa là bảng đen đúng không? Và những cái compound noun như thế này thì nó cũng được sẽ được tính là one word. Rồi, đây là từ ghép mà ở dạng gọi là
đơn giản, mình sẽ có một cái từ ghép mà nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ phức tạp hơn một xíu. Nó sẽ phức tạp hơn một xíu, đó chính là compound nouns with separate verbs. Nghĩa là cũng gọi là từ ghép, nhưng mà mình sẽ có là những cái từ ghép nó tách ra, nó viết tách ra. Tôi lấy ví dụ. À, những cái từ ghép viết tách ra này thì nó sẽ là những được tính theo cái số lượng từ người ta viết vô. Ví dụ như là mình có uni, university, blackboard. Đây, university blackboards hoặc là university bookshops chẳng hạn, thì nó sẽ được tính là two words. Nó sẽ được tính là two words ha. Đó là số 10. Rồi, cái ví dụ tiếp theo. Cái ví dụ tiếp theo là những cái ví dụ mà các bạn thường hay gặp nhất. Tại vì có một số bạn á, là bỏ cái chữ đó hoặc là bỏ cái từ đó, không có gặp đi đâu mà cho nó vô ngoặc đơn. Thì trong tiếng Anh á, khi mà các bạn cho một cái từ vô trong ngoặc đơn thì cái từ đó nó vẫn có hiệu lực, nó vẫn được sử dụng và nó vẫn được đếm như bình thường. Cho nên nếu các bạn mà bỏ cái từ đó đi thì các bạn phải gạch hẳn nó đi, chứ các bạn đừng có cho nó vô ngoặc đơn ha. Was in bracket. Đó. Tất cả những cái từ để trong ngoặc nó sẽ đều được đếm nha các bạn nha. Và những cái từ này thì nó sẽ thường là xuất hiện, các bạn sẽ thường xuất hiện ở trong cái văn viết hơn, văn viết nhiều hơn là văn nghe. Trong cái kỹ năng viết nhiều hơn, kỹ năng viết nhiều hơn là kỹ năng nghe các bạn. Cô lấy ví dụ như là mình có là the, nhưng mà cô vẫn ghi cho các bạn để các bạn hình dung ra được. The majority of energy is generated by electricity. Rồi, mở ngoặc ra các bạn ghi 55% chẳng hạn. Thì trong văn viết nó sẽ được tính là 9 từ giải thải, bao gồm cả cái từ ở trong ngoặc đơn nữa nha. Thì cái này nó chỉ áp dụng, nó sẽ thường áp dụng là trong văn viết thôi các bạn. Là cô vẫn ghi để cho các bạn biết, tại vì mình đang học về cái phần này rồi. Đó. Cho nên khi mà bạn nào mà muốn bỏ cái từ đó đi á, thì các bạn gạch hẳn luôn. Các bạn gạch hẳn luôn, chứ các bạn đừng có để nó trong ngoặc nha các bạn nha. Để trong ngoặc thì nó vẫn được tính điểm, và nó sẽ vẫn được tính là một cái từ hoặc một cái câu các bạn viết đó, được sử dụng để bổ sung nghĩ rõ hơn cho cái từ kia. Rồi, mình sẽ nói tiếp cái ví dụ cuối cùng dành cho các bạn, đó chính là cái phần mà viết tắt. Ví dụ như những bạn viết tắt như thế này ha, thì cái trường hợp này nó sẽ được tính như là one word chẳng hạn. Nó sẽ được tính như là one word. Nhưng khi các bạn viết hẳn ra it is thì nó sẽ được tính là two words. Đó, đó là về cái những cái ví dụ mà để cho các bạn, để các bạn biết được thế nào gọi là one hay là two words, hay là number, date hay là time. Thì ở cái bài này nó chỉ có khoảng 6 cái khoảng trống để các bạn điền vô thôi. Và các bạn chỉ có đúng 20 giây để đọc xem thử câu hỏi là cái người ta muốn nói về cái nội dung gì, và nói ai là người nói và nói về cái gì. Who is talking about that what? Đó, ai là người nói và nói về cái gì. Sau khi các bạn xác định được rồi thì các bạn bắt đầu làm thật là nhanh và xác định xem khoảng trống đó là mình sẽ điền loại từ nào vô dựa trên những cái thông tin trước và sau.
khoảng trống. Rồi xong phần này chưa các bạn? Mình sẽ qua lại cái phần part 3 nha. Rồi quay lại cái phần part 3. Thì ở đây mình sẽ có là người ta sẽ cho mình là cái gì đây? Recorded message nè. Và nói về cái gì? Museum. Recorded cái nghĩa là một cái tin ghi âm á các bạn không? Một cái bạn ghi âm. Cái thông tin nói về gì? Cái bảo tàng. Museum. Vậy các bạn đọc xem thử giúp cô câu số 14. Dựa vào khoảng cái từ trước và sau khoảng trống thì ở câu số 14 mình sẽ điền loại từ gì đây các bạn? Câu này ở 14 và 15 thì mình sẽ nói về display nha các bạn nha. Display nghĩa là trình bày á. Thì theo các bạn ở câu số 14 mình sẽ điền loại từ nào vô đây? Nào dạ. Đúng rồi, mình sẽ điền nào. Mình sẽ điền nào. The là một mạo từ hết, sau mạo từ thì nó sẽ là một nào. Rồi. Qua câu số 15 nè các bạn, ở câu số 15 thì mình sẽ điền cái gì đây? Mình sẽ điền loại từ nào vô đây các bạn ở câu số 15? She has chocolates and... Rồi, ở đây mình thấy... Đúng rồi, NS nghĩa là gì? Mình chỉ có không có là plural noun. Trong câu này mình thấy là... A là nó là động từ cho nên trước đó phải là một subject, thì subject nó sẽ là một danh từ ha. Danh từ nhưng mà động từ to be A nó ở dạng số nhiều cho nên ở đây mình sẽ điền là gì? Plural nouns. Plural nouns. Exhibitions ở đây có nghĩa là cuộc triển lãm nha các bạn. Exhibition showing có nghĩa là cuộc triển lãm về cái gì? Về cái cách sản xuất chocolate. Và mình see how chocolate thì nhìn thấy cái cách mà chocolate này được và cái gì được tạo ra như thế nào. Rồi, tiếp theo qua câu số 16 thì câu số 16 về nội dung của nó sẽ là opening times. Opening times nghĩa là cái thời gian mà nó mở cửa, thời gian nó hoạt động. Vậy các bạn xem thử câu số 16 trước khoảng trống là in. Vậy theo sau đó các bạn có thể điền cái gì vô đây? Sau in thì mình có thể điền cái gì các bạn? Time nè. Yes, thường là mình sẽ điền nơi chốn, nhưng mà ở trong cái ngữ cảnh này thì mình nói họ đang nói về cái gì? Opening times có nghĩa là cái thời gian hoạt động, thời gian mở cửa. Cho nên là sau in này mình có thể là điền month, đúng rồi. Hoặc là mình cũng có thể là điền gì? Mình có thể điền month hoặc là các bạn cũng có thể điền gì nữa? No, day không có sử dụng in. Các bạn không sử dụng giới từ in với day ha. Các bạn nhớ giúp cô cái câu mà để cho mình sử dụng giới từ cho nó dễ hơn là ngày ôm nè. Ngày ôm, giờ ấp, tháng năm yêu. Ngày ôm, giờ ấp, tháng năm yêu nha. Ngày ôm, giờ ấp, tháng năm yêu. Đây, ví dụ như là ngày ôm nè, giờ ấp nè, tháng năm yêu. Có nghĩa là sao? Đối với ngày thì các bạn phải sử dụng giới từ gì? Đối với ngày thì các bạn phải sử dụng giới từ on. Đối với giờ thì các bạn phải sử dụng giới từ at. Và đối với tháng và năm thì các bạn sẽ sử dụng giúp cô giới từ in.
mình sẽ có là ngày ôm giờ ấp tháng năm yêu. Thì các bạn chỉ cần nhớ như thế này là các bạn có thể làm được 80% những cái bài tập bằng tiếng Anh rồi. Cho nên ở đây người ta cho các bạn giới từ in, vì vậy có thể nó là một month, hoặc là các bạn cũng có thể đằng sau đó là một gì? Một năm. Đó, mình lưu ý ha, nó có thể là một tháng hoặc nó có thể là một năm đằng sau giới từ in. Rồi qua cái tiếp theo. Và cái tiếp theo là số 17 nha các bạn nha. Số 17 thì ở đây đang, số 17 đang ở trong cái ngữ cảnh gọi là prices. Vậy thì ở số 17 các bạn có thể điền cái gì đây các bạn? Số 17 mình có thể điền cái gì đây? Number, đúng rồi. Giá. Trong số 17 thì mình sẽ là prices, có nghĩa là giá, thì đằng sau nó là pounds, thì đằng trước đó nó phải là một cái con số. Rồi, và cái cuối cùng, group visits là những cái nhóm khách để đến thăm, tham quan. Vậy số 18 các bạn xem thử là mình điền loại từ gì đây các bạn? At least ở đây nó có nghĩa là ít nhất nha. At least là ít nhất. Có nghĩa là khách tham quan, ít nhất khách tham quan. Thì đối với lại cái này các bạn, yes, mình có thể điền là gì đấy? Number. Hoặc là các bạn cũng có thể điền về một cái từ quantity. Những cái từ quantity, ví dụ number là một con số. Hoặc là các bạn có thể điền những cái từ như là a few nè, rồi many nè, hoặc là a bit chẳng hạn. Thì những cái từ đó gọi là quantity, những cái từ chỉ số lượng ha, những cái từ chỉ số lượng. Rồi, câu số 19. Free of chocolate. Thì các bạn xem thử ở câu số 19 mình có thể điền loại từ nào đây các bạn? Câu số 19 mình có thể điền loại từ nào đây? Free của nó. Free đó, nó là loại từ gì vậy các bạn? Free nó là loại từ gì? Free nó là loại từ gì? Các bạn biết không? Free á, tra từ điển coi free là loại từ gì? Không biết luôn. Adjective, đúng rồi, free nó là một tính từ. Vậy sau tính từ thì nó phải là loại từ gì các bạn? Cho nên trong câu này mình sẽ phải điền loại từ gì? Trong câu số 19 mình sẽ điền loại từ gì đây? Vô khoảng trống câu số 19. Now, yes. Very good. Câu số 19 thì mình sẽ điền now. Ok. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nghe ha. Listening, part 3. For each question, write the correct answer in the gap. Write one or two words, or a number, or a date, or a time. You will hear a recorded message giving information about a museum. This is the information line for the Dorset Chocolate Museum, the home of chocolate lovers and the ideal place to spend an afternoon. Do you know who used cocoa beans as money in the 16th century, or where chocolate was drunk as a medicine? At the Dorset Chocolate Museum, you'll find out about all this and more. Our fascinating displays will guide you through the history of chocolate making, from its earliest use in South America to the modern day. Then, move on to the demonstration area of our small family-run factory. Here, you can watch our skilled chocolate makers making a variety of choc bars, as well as other sweets, and you can even have a try at making your own. We open 7 days a week from 12 midday till 6 p.m., except in July and August when we are open until 8 p.m. From September to December, we are open at weekends only. We are closed throughout January, but open again from the 1st of February. Admission is £10 for adults and £5 for children up to the age of 16,
while children under 5 are free. Students pay £2 less, so that's £8, but only if they have a student ID card. Special reduced entrance fees are available for groups of 10 or more people. We can also make special arrangements for schools on weekdays between 12 and 4 p.m. All groups will be provided with a private tour guide, and at the end, each member of the group will receive a bag of lovely handmade chocolates. Our special range of chocolate boxes and bars is always available to buy in our gift shop. For more details, phone the gift shop on 01632 960 054. Rồi, nghe lại nha các bạn nha. Nghe cho cô số 14 tìm cái gì nha. Listening, part 3. For each question, write the correct answer in the gap. Write one or two words, or a number, or a date, or a time. You will hear a recorded message giving information about a museum. This is the information line for the Dorset Chocolate Museum, the home of chocolate lovers and the ideal place to spend an afternoon. Do you know who used cocoa beans as money in the 16th century? Or where chocolate was drunk as a medicine? At the Dorset Chocolate Museum, you'll find out about all this and more. Our fascinating displays will guide you through the history of chocolate making, from its earliest use in South America to the modern day. Rồi, câu 14 các bạn nghe được không? 14. Chưa hả? Để nghe tiếp nha. Yes, very good. The history, very good. Đúng rồi, history. Các bạn sẽ nghe nói ra là history, chứ không có đọc là history các bạn nhé. Sẽ đọc là history. Good, very good. Tiếp nào. Then, move on to the demonstration area of our small family-run factory. Here, you can watch our skilled chocolate makers making a variety of choc bars, as well as other sweets, and you can even... Rồi, số 15. Yes, Swiss. Trước cái Swiss đó mình có nghe được cái gì không? Trước cái Swiss đó nữa. Good. Nhưng mà trước cái Swiss đó được. Lại nha. Here you can watch our skilled chocolate makers making a variety of choc bars as well as other sweets. And? Cái gì Swiss đó thẳng là Swiss ra một cái gì cho Swiss nữa. And? Our skilled chocolate makers making a variety of choc bars as well as other sweets, and you and other yes other sweets other sweets yeah bar thanh chocolate not Alright, other sweets. Nghe lại khúc này nha. Chocolate art. Area of our small family-run factory. Here you can watch our skilled chocolate makers making a variety of choc bars as well as other sweets. And you can even have a try at making your own. Right, tiếp theo. We open 7 days a week from 12 midday till 6 p.m. Except in July and August when we are open until 8 p.m. From September to December, we are open at weekends only. We are closed throughout January, but open again from the 1st of February. Rồi, các bạn nghe được không? Not open nhé. Đúng rồi, very good. Mà trong bài thì người ta sẽ không nói, họ không đọc là not open, mà họ sẽ đọc là gì? Họ sẽ ghi là gì? Close, đúng rồi. Đúng rồi, close. January hả? Các bạn ghi là train không cũng được hả? Và người ta sẽ ghi là close chứ không phải là not open nha các bạn nha. Hãy nghe lại khúc này nè. Midday till 6 p.m. Except in July and August when we are open until 8 p.m. From September to December we are open at weekends only. We are closed throughout January.
Rồi open vào lại. Open vào, reopen vào tháng nào đó các bạn? But open again from the 1st of February. Close vào January, vậy thì reopen là vào tháng nào? Các bạn nghe được không? Đúng rồi, February. Đóng cửa thì vào tháng 1 và mở lại là vào tháng 2. Open at weekends only. We are closed throughout January, but open again from the 1st of February. Admission is £10 for adults and £5 for children up to the age of 16, while children under 5 are free. Students pay £2 less, so that's £8. But rồi. Đối với lại adult thì £10. Vậy đối với student thì bao nhiêu pounds? Yes, very good. Eight pounds. Hoặc là các bạn ghi hẳn 8 không cũng được. Và mình ghi số không cũng được. Very good. Rồi nghe lại ha. And £5 for children up to the age of 16, while children under 5 are free. Students pay £2 less, so that's £8, but only if they have a student ID card. Special reduced entrance fees are available for groups of 10 or more people. We can also make special arrangements for school. Rồi, discount bao nhiêu đây các bạn? Đi nhóm bao nhiêu người thì sẽ được discount? Nghe lại nha, đi nhóm bao nhiêu người sẽ được discount đó? Reduced entrance fees are available for groups of 10 or more people. Yes, 10. Đúng rồi, ở trong bài thì các bạn sẽ nghe được là 10 or more people, đúng không? Nhưng mà ở đây thì người ta nói là at least nha các bạn nha. At least có nghĩa là tối thiểu phải là bao nhiêu. Thì ở đây mình sẽ có là tối thiểu sẽ là 10. Đi nhóm 10 người thì các bạn sẽ được discount ha. Tối thiểu sẽ là 10 người. Special reduced entrance fees are available for groups of 10 or more people. We can also make special arrangements for schools on weekdays between 12 and 4 p.m. All groups will be provided with a private tour guide, and at the end, each member of the group will receive a bag of lovely handmade chocolates. Đó, rồi cuối cùng thì sẽ được nhận cái gì đó các bạn? Đúng rồi. Very good. Free a bath, free puff of lovely chocolate handmade. All groups will be provided with a private tour guide, and at the end, each member of the group will receive a bag of lovely handmade chocolates. Lovely handmade chocolate. Good, very good. Rồi, sửa đi các bạn. Sửa xong thì mình sẽ qua phần số 4. Rồi, được chưa? Xong chưa? Mình qua phần số 4 nha các bạn nha. Rồi, ở phần số 4 thì cái này cũng là một dạng multiple choice, nhưng mà nó sẽ khác với lại những cái bài multiple choice trước, là nó nguyên cả 6 câu này, nguyên 6 câu này nó là một bài ha. Nguyên cả 6 câu này nó sẽ là một bài. Vậy cái bài này nó nói về cái gì? Nó chính là nói về cái shape. Họ nói về gì đây? Họ nói về shape. Shape này nó có nghĩa là gì? Bếp trưởng, đầu bếp hoặc là bếp trưởng. Và cái career này nó nghĩa là sự nghiệp. Thì nguyên cái bài này nó sẽ nói về cái sự nghiệp làm bếp trưởng của cái anh này. Và anh này tên là gì? Tên là Paul. Ok, vậy thì vẫn như cũ, ở cái bài tập này các bạn sẽ nói cho cô biết về cái keyword của cả questions lẫn keyword của answer luôn các bạn ha. Rồi, câu số 20 nè. Xem thử keyword của câu số 20 này là gì đây, kiều chính. Kiều chính. Tương đương khoảng 1/4 dân số. Dạ cô. Ừ, đối với con 20 đi chân ơi. Liệu thống kê được trang Homo Indicator đăng bản
When Paul left school. Yeah. A job. Yeah. A chef. Yeah. A hotel. To be. Open a shop. All right, go see. Different job. Yes, yeah, several different jobs. Okay, Jen, thank you, Jen. Rồi, ở câu số 20 thì người ta sẽ hỏi các bạn là khi mà Paul rời khỏi trường thì công việc của anh ấy sẽ là gì? Câu A là anh ấy sẽ bắt đầu là một cái chef luôn, bắt đầu là một chef trong cái khách sạn luôn, một cái đầu bếp ở khách sạn luôn. Câu B là anh ấy sẽ tự mở một cái shop của mình. Và câu C, anh ấy sẽ mở một shop. Và câu C là anh ấy sẽ thử hoặc là anh ấy sẽ làm rất là nhiều công việc khác nhau. Several này thì nó sẽ đồng nghĩa với many luôn các bạn ha. Several thì nó sẽ đồng nghĩa với many luôn. Rồi câu 21. Câu 21. Rồi nào. Đoàn Tuấn, câu 21 đi em. Đoàn Tuấn. Đoàn Tuấn. A restaurant đó. Ừ. Còn câu A là foreign food well paid. Boring and well paid. Rồi tiếp câu B. Dạ, thì cô là có bi là difficult and interesting. Yes, interesting. Rồi, câu C. Dạ, thì cô là enjoyable and natural. Đúng rồi, thank you. Rồi, ở câu 21 này á, thì các bạn sẽ thấy được là nó ở các câu trả lời nó có cái từ but đang giữa hai cái ý của nó. Chỉ là hai ý này nó sẽ trái ngược với nhau các bạn ha. Vậy, cái công việc đầu tiên của Paul ở nhà hàng thì như thế nào? Boring nghĩa là chán nản, well paid nghĩa là trả lương được các bạn. Tuy nó chán nản nhưng mà lương thì rất là cao. Hoặc là difficult, interesting nghĩa là nó khó khăn, tuy khó khăn nhưng mà nó rất là thú vị. Rồi enjoyable nghĩa là tận hưởng. Hoặc là thích thú mà nó rất là nguy hiểm. Rồi, đó là câu 21. Câu 22 nào? Câu 22 nào Như Quỳnh? Lê Thị Như Quỳnh? Rồi, when Paul begin working day? Đánh nhanh vậy quên. Rồi, câu A là 2 o'clock, câu B là early morning, và 2 o'clock là 2 giờ, early morning là vào sáng sớm, và câu C là, đúng rồi, 12 midday, có nghĩa là vào giữa trưa các bạn, 12 giờ trưa. When did Paul begin his working day? Cái nghĩa là Paul sẽ bắt đầu công việc của anh ấy vào lúc nào? Khi nào thì Paul bắt đầu công việc của anh ấy? Good. Rồi, câu 23. Câu 23 nào, Ngô Phương Linh? How current talk? Has it involved? Yeah, has shape involved shape. A là deciding rồi. Who work the kitchen. Yeah, đúng rồi. B là ordering the food for the restaurant. Đọc cái từ keyword thôi, Linh ơi. Yeah. Ordering a restaurant, yes. C là cooking food every night. Okay, thank you. Rồi, ở câu 23 mình sẽ có current job. Current job có nghĩa là gần đây. Cái công việc gần đây của Paul, cái công việc gần đây của Paul như là một cái head chef hay là bếp trưởng á, thì involves ở đây nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là đòi hỏi.
Một phần công việc gần đây của Paul nó là bếp trưởng, vậy nó sẽ đòi hỏi cái gì? Là bếp trưởng sẽ phải làm việc gì? Câu A, decide, quyết định xem thử ai là người sẽ làm việc trong bếp. Rồi câu B, ordering the food có nghĩa là order thức ăn tại nhà hàng. Và tiếp theo, cooking food là sẽ nấu đồ ăn mọi buổi tối. Every night, hả? Tiếp câu 24 nào các bạn? Yeah. Câu 24, Paul. Rồi, say, yeah. Good shape. Good shape. Must. Câu 24 mình sẽ có Paul nè. Rồi. Good shape must có nghĩa là để làm được một cái bếp trưởng tốt, một cái đầu bếp giỏi thì bạn cần phải làm gì? Bạn phải làm gì ha? Must ở đây thì nó sẽ biểu đạt cho cái mức độ gọi là 100% khi các bạn yêu cầu người đối diện phải làm. Rồi A là wash và floors có nghĩa là các bạn phải lau chùi sàn nhà. Yes. Câu B là gì? Work well, work well, work well và others. Nó có nghĩa là các bạn phải làm việc với mọi người khác. Các bạn phải làm việc tốt với mọi người nữa, chứ không phải chỉ riêng gì cá nhân mình. Câu C là gì? Cook và fast. Yes, các bạn sẽ phải cook things và fast. Nghĩa là mình sẽ nấu ăn rất là nhanh. Ok. Rồi, vậy cái từ wash đó thì mình sẽ có từ đồng nghĩa với từ wash đó là gì vậy các bạn? Ngoài cái từ wash ra thì các bạn còn có từ đồng nghĩa nào? Các bạn biết không? Từ wash. Clean, đúng rồi. Clean, very good. Ngoài từ wash ra thì mình còn có là từ clean. Rồi, câu 25. Câu 25 nào, Thanh Triều? Dạ, alo. Rồi, cô nghe. Dạ, tôi cô câu A, câu 25 là what Paul say cooking restaurant, yes. Top restaurant. Rồi, top restaurant, tiếp. Câu A là Knit, đúng rồi. You hay quality in hai từ đó đọc hai chữ ơi, high quality ingredients, đúng rồi. Câu B là customer, yeah, right, always right, yeah, always right. Câu C là server. Served. Cái chữ vờ nhỏ thôi, serve. Serve. Complicated. Đúng rồi, bỏ S đi. Tiếp. Dạ. Meal. Đúng rồi, meal thì mới cần S nè chị. Cái từ mà cần S thì em đã đọc S. Ok, thank you. Rồi, ở câu số 25 thì Paul sẽ nói gì khi mà các bạn nấu ăn ở trong một cái nhà hàng top, một cái nhà hàng top luôn ha, nhà hàng chất lượng. Đó là câu A, high quality ingredient, nghĩa là các bạn phải sử dụng những cái thành phần có chất lượng cao. Rồi câu B, customer, là những khách hàng thì luôn luôn đúng, nó giống như là thượng đế ha, khách hàng là thượng đế ha. Câu C, serve complicated meals, có nghĩa là các bạn sẽ phải phục vụ những cái bữa ăn rất là phức tạp. Yes. Rồi, đó chính là phần part 4 sau khi mình đã hiểu câu hỏi rồi. Bây giờ các bạn sẽ nghe giúp cô nhé. Xem thử là mình chọn câu nào. Listening, part 4. For each question, choose the correct answer. You will hear a chef talking about his career. What does it take to be a head chef? Paul Heaton is here to tell us all about it. Thanks.
I didn't enjoy school that much, and I decided quite early on that I was going to leave as soon as I could, which was at 16. I tried a few other things, including the local supermarket, but nothing really interested me until I got a job as a kitchen assistant. I was a fresh-faced 17-year-old when I turned up at the Grand Hotel. It was hard, dirty work, and the pay wasn't great either. On the positive side, I was in a really busy kitchen where the top chefs were highly skilled, and during my breaks, I could watch and learn. I was fascinated by all the equipment and the unlikely stories of people injuring themselves with kitchen tools. I imagine that kitchen assistants don't work from 9 to 5. No, I had to get used to long hours and working late. They needed me when the kitchen got busy, around 12 o'clock, which doesn't sound bad, but I sometimes wouldn't finish until 2 o'clock the next morning. I'd spend most of the time cleaning the kitchen equipment or preparing food for the chefs to use. I must have washed and prepared literally millions of carrots and potatoes. But those days are behind you now, aren't they? Yes. These days, I'm a head chef, so I'm responsible for organising the kitchen. This includes preparing the menus, selecting and training staff, and keeping the kitchen in good working order. And I still love to cook, of course, but now I don't have to do it every day, but can choose to do it when I really want to. What advice would you give to anyone thinking of becoming a chef? You have to be able to work in a team, whether you're cleaning the floor or grilling a steak. You must be prepared to deal with stressful situations, and you have to be able to think quickly. If the fish you wanted to use for your main dish doesn't arrive, you've got to invent something completely different. People sometimes think that preparing food in a first-class restaurant is a complicated and difficult thing to do. This is partly true. There's a lot to think about, and your work needs to be right every time. But the key to success is to buy the best and the freshest food available and keep things simple. Rồi, đó là có bài part 4, bây giờ mình sẽ nghe lại lần thứ 2 và mình trả lời giúp cô ở câu 20 nha các bạn nha. Listening, part 4. For each question, choose the correct answer. You will hear a chef talking about his career. What does it take to be a head chef? Paul Heaton is here to tell us all about it. Thanks. I didn't enjoy school that much, and I decided quite early on that I was going to leave as soon as I could, which was at 16. I tried a few other things, including the local supermarket, but nothing really interested me until I got a job as a kitchen assistant. I was a fresh-faced 17-year-old when I turned up at the Grand Hotel. It was hard, dirty work, and the pay wasn't great. Rồi, ở câu số 20, các bạn chọn gì các bạn ơi? Câu 20. Các bạn nghe được gì không? Coi mình có chọn không nè? Coi các bạn có chọn không? Mình có nghe được gì không nè? 20C, yeah. Rồi, các bạn nghe được gì nè? Câu A là, nó là he got a job as a chef in hotel. Câu C, yeah. Like supermarket, 20C, yeah, including supermarket, đúng không? Rồi. Choose the correct answer. Giờ cô muốn các bạn nghe xem thử là ở trong cái hotel anh này làm cái gì? Có phải là làm chef hay không? You will hear a chef talking about his career. What does it take to be a head chef? Paul Heaton is here to tell us all about it. Thanks. I didn't enjoy school that much, and I decided quite early on that I was going to leave as soon as I could, which was at 16. I tried a few other things. Đây, ai gì đây các bạn? Nghe được cái gì không? Ai gì đây? Nghe lại câu này nha. Quite early on, that I was going to leave as soon as I could, which was at 16.
I've tried a few other things, including the local supermarket. Aye. I tried a few. Yes, very good. I tried a few other things, including supermarket. Có nghĩa là anh ấy đã thử things ở đây, có nghĩa là gì? Things ở đây nó là shop các bạn. But nothing really interested me until I got a job as a kitchen assistant. But nothing gì? Nothing. I was a fresh-faced. But nothing make me interesting. Interesting. Nothing interesting. Rồi, nghe xem thử. Tiếp theo anh ấy chọn cái gì? Including the local supermarket. But local supermarket. Trong cái siêu thị tại địa phương đó. Good, which was at 16. I tried a few other things, including the local supermarket, but nothing really interested me until I got a job as a kitchen assistant. Nothing interesting me in me. A try này thì các bạn sẽ nghe tried. Yeah. Rồi, tiếp theo anh ấy got a job as gì các bạn? Got a job as, các bạn nghe được không? As a kitchen assistant. Nghĩa là trợ phụ bếp á ha, mình sẽ là phụ bếp á các bạn. Nè, nghe lại cái từ đó nha. Including the local supermarket, but nothing really interested me until I got a job as a kitchen assistant. Đó. As a kitchen assistant có nghĩa là anh ấy chỉ là một cái phụ tá thôi chứ không phải là một cái chef, cho nên mình có chọn câu A không? Không. No. Rồi, có câu đây tiếp theo. Anh ấy như thế nào đây? Local supermarket, anh ấy đã làm nhiều việc và làm luôn cả ở trong cái local supermarket, cho nên anh ấy không tự mở shop. Vì vậy là anh ấy, các bạn thấy là đã đổi rất là nhiều thứ, nhiều việc, cho nên mình câu 20 mình sẽ chọn câu gì? Câu C. 20 mình sẽ chọn câu C các bạn ha. Good, very good. Rồi qua câu 21 nào. First job. Công việc đầu tiên của anh ấy thì anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Mình sẽ nghe được cái gì đây? I was a fresh-faced 17-year-old when I turned up at the Grand Hotel. It was hard, dirty work, and the pay wasn't great either. On the positive side, I was in a really busy kitchen where the top chefs were highly skilled, and during my breaks, I could watch and learn. I was fascinated by all the equipment and the unlikely stories of people injuring themselves with kitchen tools. I imagine that kitchen assistants don't work from 9 to 5. No, I had to get used to long hours and working late. Rồi, vậy có 21 các bạn. Chọn gì đây, có 21? Được hả? Vậy nghe xem thử là có những cái tính từ gì và có những cái từ gì mà người ta nói với các bạn nhé. When I turned up at the Grand Hotel, it was hard, dirty work. Rồi, cái gì các bạn? Nghe được cái từ nào không? Hard, yes, hard and gì nữa? Đúng rồi, hard and dirty. Hard and dirty work. Tiếp. It was hard, dirty work, and the pay wasn't great either. And gì? And?
Có nghe được không các bạn? And the pay and the pay wasn't great. And the pay wasn't great. Nghe lại câu đó nha. 18-year-old when I turned up at the Grand Hotel. It was hard, dirty work, and the pay wasn't great either. On the either là cái này nè các bạn. Đây, nghĩa là nó cũng là như vậy. Thì nó có hai cách đọc, một các bạn đọc là either, hoặc là hai là either cũng được. Nó là người Anh người Mỹ đọc thôi các bạn. Hotel. It was hard, dirty work, and the pay wasn't great either. On the positive side, I was in a really busy kitchen where the top chefs were highly skilled. On a positive side, thì các bạn sẽ nghe được cái positive side này. Positive side có nghĩa là về cái mặt tích cực. Hồi nãy hard and dirty and wasn't great. Công việc này thì vừa khó này mà nó vừa dơ nữa, mà cái trả lương á, thì nó cũng không có tuyệt nữa. Lương thì không có tốt, nhưng đó là về mặt tiêu cực, nhưng còn đây về mặt tích cực, positive side, đó là về mặt tích cực. Về mặt tích cực các bạn nghe xem là có cái gì. But the Grand Hotel, it was hard, dirty work, and the pay wasn't great either. On the positive side, I was in a really busy kitchen where the top chefs were highly skilled, and during my breaks, I could watch and learn. Các bạn nghe được cái gì vậy các bạn ơi? Positive side thì như thế nào? Top chef thì như thế nào? Fascinated by top chef. Nghe được không? Top chef were không nghe được hả các bạn? Top chef were highly skilled. Đó, những cái đầu bếp mà top đầu bếp đó các bạn, thì cái kỹ năng rất là cao, và điều này đã khiến cho anh ấy như thế nào? Anh ấy could watch. Anh ấy có thể làm gì? Watch and learn. Watch and learn. Rồi nghe lại câu này nha. Top chefs were highly skilled, and during my breaks, I could watch and learn. During my break, cứ nghĩ là trong suốt cái giờ nghỉ ngơi của tôi, nghỉ giải lao của tôi, during break thì tôi có thể watch and learn. Teamwork and the pay wasn't great either. On the positive side, I was in a really busy kitchen where the top chefs were highly skilled, and during my breaks, I could watch and learn. I was fascinated by all the equipment. Rồi, tiếp theo nữa là gì nữa các bạn? Nghe được không? Fascinated, thật là tuyệt vời. By on the equipment. Thêm một cái tuyệt vời hơn nữa, đó là bởi vì những tất cả cái thiết bị ở đây. Yeah. Rồi, nghe được tới đây các bạn đã chọn được câu nào chưa? Tiếp theo nha. And the unlikely stories of people injuring themselves with. Đó. Tiếp theo, unlikely. Rồi, tiếp theo nè. Yeah. Unlikely có nghĩa là không có thật đó các bạn. Unlikely story. A glad story that people insuring themselves. Những cái câu nó giống như là những cái câu chuyện không có thật mà người ta tự theo dệt lên, hoặc là làm cho họ tự bị thương á, họ tự làm cho họ bị thương á, kiểu vậy.
unlikely là những không có thật nhé. I was fascinated by all the equipment and the unlikely stories of people injuring themselves with kitchen tools. Yes, very good. Như vậy là câu 21 này mình sẽ chọn câu gì? Câu B. Rồi. Boring but well bad. Well bad này là is wrong nè, bởi vì đây mình sẽ có là gì? Pay wasn't great. Cái chi trả thì không tốt. Rồi. Difficult, khó khăn. Nó rất là khó, yeah. Và interesting, interesting, khó và interesting là bởi vì sao? Là bởi vì top chef nè, thì highly skilled nè, during break, rồi có thể watch and learn và fascinating nữa. Còn cái enjoyable but dangerous, dangerous ở đây nghĩa là những cái, đây là những cái câu chuyện mà người ta tự theo dệt lên mà thôi. Good. Cho nên câu 21 này mình sẽ chọn câu B. Rồi, qua câu 22 nè. Câu 22, 22. Thì xem thử là anh ấy bắt đầu công việc vào lúc mấy giờ? I imagine that kitchen assistants don't work from 9 to 5. No. I had to get used to long hours and working late. They needed me when the kitchen got busy around 12 o'clock, which doesn't sound bad, but I sometimes wouldn't finish until 2 o'clock the next morning. I'd spend most of the time cleaning the kitchen equipment or preparing food for the chefs to use. I must have washed and prepared literally millions of carrots and potatoes. But those days are behind you. Rồi, vậy câu 22 các bạn chọn gì các bạn ơi? Câu 22. A. 2 o'clock. Yes. C. At 12 midday. Okay. Vậy mình nghe được cái gì đây? I imagine that kitchen assistants don't work from 9 to 5. No. I had to get used to long hours and working late. And nghe được cái gì các bạn? And working gì? Working gì? Late, đúng rồi. Working late. Vậy late như thế nào tiếp nè? Kitchen tools. I imagine that kitchen assistants don't work from 9 to 5. No. I had to get used to long hours and working late. They needed me when the kitchen got busy around 12 o'clock. Rồi, tiếp theo mình sẽ có gì? Đây gì? They need me. They need me. Me đây là porn, need porn. When? Kitchen như thế nào đây các bạn? Kitchen khi nào thì mới cần porn? Busy, đúng rồi. Đó, busy. Around. Rồi, around gì đây? Around mấy giờ đây? Đúng rồi, 12. Around 12 o'clock. Very good. 12 o'clock. Rồi, tiếp theo. From 9 to 5. No, I had to get used to long hours and working late. They needed me when the kitchen got busy around 12 o'clock, which doesn't sound bad, but I sometimes wouldn't finish until 2 o'clock the next. Rồi, tiếp. But gì? But sometime. Đó, chỉ cần nghe tới câu này là các bạn đã biết, để mình đã biết được mình chọn câu nào rồi đúng không các bạn? Vậy ở câu 22 mình chọn câu nào các bạn? Câu 22 C, đúng rồi, câu 22 C. Yes, very good. Nhưng mà mình sẽ nghe tiếp xem thử. Tiếp theo đó còn nói cái gì nữa? Sometime. Sometime couldn't finish until. Các bạn nghe xem couldn't finish until mấy giờ? Need me when the kitchen got busy around 12 o'clock, which doesn't sound bad, but I sometimes wouldn't finish until 2 o'clock the next morning. Until, yes, đúng rồi, until 2 o'clock. Until 2 o'clock for the
next morning. Đúng rồi, for the next morning. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ cần point khi nào vào lúc 12 giờ trưa và họ chỉ cần khi nào mà nhà bếp thì bận rộn. Có nhiều khách và nhiều việc để làm mà thôi. Và good and finish until 2 o'clock nghĩa là chưa xong việc cho tới 2 giờ sáng ngày hôm sau. Vì vậy, câu 22 mình sẽ chọn câu C. Ha? Vì vậy, có nghĩa là câu này là người ta sẽ kết thúc, Paul sẽ kết thúc công việc vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm sau. Còn ở câu 22 thì người ta lại hỏi mình là bắt đầu vào lúc nào. Cho nên câu 22 các bạn sẽ chọn câu C các bạn nhé. Rồi qua câu 23 nào. Xem thử là đối với lại một cái head chef, một cái bếp trưởng đó các bạn thì cần có, thì công việc bao gồm cái gì? Công việc của bếp trưởng thì sẽ là gì ha? I'd spend most of the time cleaning the kitchen equipment or preparing food for the chefs to use. I must have washed and prepared literally millions of carrots and potatoes. But those days are behind you now, aren't they? Yes. These days, I'm a head chef, so I'm responsible for organizing the kitchen. This includes preparing the menus, selecting and training staff, and keeping the kitchen in good working order. And I still love to cook, of course, but now I don't have to do it every day, but can choose to do it when I really want to. Rồi, vậy câu 23 các bạn chọn câu nào để các bạn nói câu 23? 23. Nghe lại câu 23 nha. I must have washed and prepared literally millions of carrots and potatoes. Wash gì các bạn? Lụi câu A hả? Wash gì? Các bạn nghe được wash gì? Wash a million of gì? Kitchen equipment or preparing food for the chefs to use 12 o'clock, which doesn't sound bad, but I sometimes wouldn't finish until 2 o'clock the next morning. I'd spend most of the time cleaning the kitchen equipment. I spend most of time to gì đây các bạn ơi? Spend time cleaning the kitchen. Hầu hết là phải dọn dẹp trong bếp nè. Used to long hours and working late. They needed bound bad, but I sometimes wouldn't finish until 2 o'clock the next morning. I'd spend most of the time cleaning the kitchen equipment or preparing food for the kitchen gì các bạn? Kitchen gì? Các bạn có nghe được không? Cleaning the kitchen equipment, đúng rồi. Equipment. Rồi, sau cái equipment thì còn phải làm cái gì nữa nè? Prepare nè, mà các bạn nghe xem prepare cái gì ha? Until 2 o'clock the next morning. I'd spend most of the time cleaning the kitchen equipment or preparing food for the chefs to use. Prepare gì đây các bạn? Có nghe được không? Prepare gì? Prepare food for the chef. Đúng rồi. Prepare food for the chef using. Rồi, good. O'clock the next morning. I'd spend most of the time cleaning the kitchen equipment or preparing food for the chefs to use. I must have washed and prepared literally millions of carrots and potatoes. Yes. Wash gì đây? Wash carrots and potatoes. Yes, very good. Potatoes, rồi tiếp. Đó là anh ấy đang kể về cái công việc của anh ấy như là cái gì đó các bạn?
But those days are behind you now, aren't they? Yes, these days I'm a head chef. Đó. Thì những cái công việc này là những công việc của gì đây? Những công việc mà anh ấy vừa kể đó là công việc của kitchen assistant. Kitchen assistant ha. Bởi vì các bạn nghe khi mà câu cô đó cổ nói á, đó là those are behind you, có nghĩa là những cái công việc đó ở sau bạn, các bạn rồi. Và trong rồi nó kêu yes, this day I have a head chef. Đó, thì bây giờ mình mới bắt đầu chọn tiếp. Vậy bây giờ thì câu 23 này nó sẽ như thế nào? So I'm responsible for organizing the kit. Rồi, ở đây các bạn sẽ nghe được cái câu responsible. Cái này thì mình sẽ cho nó vô giữa ha. Rồi, các bạn sẽ nghe được cái từ là responsible. Nghĩa là trách nhiệm nha các bạn nha. Responsible, trách nhiệm. Trách nhiệm của anh ấy bây giờ là cái gì đó? Bây giờ mới là câu 23 này. This includes preparing the menus, selecting... Preparing gì các bạn? Preparing gì? It includes preparing... Vậy trách nhiệm của anh ấy sẽ là it includes preparing menu. And training staff and keeping and responsible for organizing the kitchen. This includes preparing the menus, selecting and training staff and keeping the kitchen in. Nghe được gì không các bạn? Preparing menu rồi gì nữa? Selecting and training staff, very good. Selecting and training staff. Đó, nghe tới đó thì các bạn xem thử là mình chọn được cái gì. Good working order. And I still love to cook, of course. But now I don't have to do it every day. I don't have to. Don't have to do it every day. Vậy các bạn xem thử cái it này là cái gì? It này là cái gì? And keeping the kitchen in good working order. And I still love to cook, of course. But now I don't have to do it every day. Vậy it này là cái gì các bạn? Nghe được không? It này nó chính là gì? Cook. Các bạn ha. Rồi, nếu như vậy đối với lại cái câu này này các bạn. Từ cái câu mà responsible á. Thì câu 23 các bạn sẽ chọn gì đây? Hai ba mình chọn gì đây các bạn? Không được hả? Mình có chọn câu C không? Mình sẽ không chọn câu C bởi vì sao? Don't have to do. Có nghĩa là don't have, bạn không cần phải nấu mỗi ngày. Mà câu C này là nói gì đây? Cooking the food every night. Vậy là mình sẽ không chọn câu C ha. Rồi còn câu B. Ở câu B là người ta cho mình là cái gì? Ordering food. Order food. Nhưng mà ở đây là họ chỉ bảo, anh ấy chỉ nói là công việc của anh ấy là preparing menu mà thôi, chỉ có chuẩn bị về cái thực đơn mà thôi, chứ không phải là người mà phải order food hả? Cho nên order food nó là người mà giống như là chỗ waiter, các bạn, waiter và waitress đó, waiter và waitress đó các bạn. Đó, thì cho nên là câu B mình cũng sẽ không chọn. Và câu A, mình sẽ chọn câu A bởi vì sao? Deciding, quyết định, xem thử ai là người sẽ làm việc trong bếp. Nó sẽ tương đương với lại gì? Selecting and training staff, có nghĩa là lựa chọn và đào tạo, huấn luyện những cái nhân viên staff. Ở đây có nghĩa là nhân viên hả? Cho nên đối với lại câu 23 thì các bạn sẽ chọn giúp cô là câu A. Câu 23 mình sẽ chọn câu A dựa trên cái này.
Đây, dựa trên này nha các bạn nha. Selecting and training staff, đó là cái nhiệm vụ của anh ấy. Còn câu B mình không chọn là bởi vì ở đây chỉ có nói về preparing menu, chứ nó không có nói về order food nè. Order food là chỉ dành cho waiter và waitress thôi. Và cái tiếp theo mình cũng không sử dụng câu C là bởi vì ở đây anh ấy bảo là don't have to cook every day, không có cần thiết là phải nấu ăn mỗi ngày trừ khi anh ấy thích thôi. Yeah. Rồi, đó là câu 23. Bây giờ các bạn qua câu 24 xem thử Paul nói gì về để trở thành một cái đầu bếp tốt thì mình cần phải như thế nào. The kitchen in good working order. And I still love to cook, of course. But now I don't have to do it every day. But can choose to do it when I really want to. What advice would you give to anyone thinking of becoming a chef? You have to be able to work in a team, whether you're cleaning the floor or grilling a steak. You must be prepared to deal with stressful situations, and you have to be able to think quickly. Rồi, vậy câu 24, các bạn sẽ chọn câu nào đây các bạn? Câu 24. Câu 24, mình chọn câu nào đây? 24B, work well with others. Yes, vậy mình sẽ nghe được cái từ nào ở câu 24 này? Able to work in a team, whether you're cleaning. Đây. But can choose to do it when I really want to. What advice would you give to anyone thinking of becoming a chef? You have to be able to work in a team. Đó, ngay câu đầu tiên luôn các bạn hả? You have to. You have to be able to work with a team. Be able to nó có nghĩa là có thể các bạn, bạn phải có thể làm việc theo đội, theo nhóm. Và trong cái công việc đó thì nó bao gồm cái gì? Whether you're cleaning the floor. Đó. Trong công việc này thì nó sẽ bao gồm gì đấy? Clean the floor. Clean the floors. À, đúng rồi, clean the floor. Đó. Thì wash này nó sẽ đồng nghĩa vậy từ clean nha các bạn nhé. Or grilling a steak. You must be prepared to deal with stressful situations. Rồi, deal with a... Rồi, đây các bạn còn có thể nói là deal in situation nữa nè. Nghĩa là phải giải quyết hoặc những cái tình huống. Rồi, tiếp. And you have to be able to think quickly. If... Đó. Thì từ fast này nó sẽ đồng nghĩa với lại từ quickly. Nên đối với lại Ý chính của nó thì nó sẽ là gì? Have to work with a team. Bởi vì nếu như mà các bạn chọn mỗi câu C không thì nó sẽ thiếu đi mất ở ý của câu A. Còn các bạn chọn mỗi câu A không thì nó sẽ thiếu mất ý của câu C. Mà các bạn chỉ cần chọn câu B thôi là nó trong cái đó, trong cái câu B đó nó đã bao gồm cả câu A và câu C rồi. Vì vậy ở câu 24 mình sẽ chọn câu B là mình phải làm việc tốt với lại những cái người khác. Orders ở đây có nghĩa là gì? Orders ở đây nó sẽ đồng nghĩa với lại từ gì? Từ team. Nó sẽ đồng nghĩa với lại từ team ha. Work well đó có nghĩa là làm việc tốt, nghĩa là have to be able to các bạn. Good. Rồi, qua câu cuối cùng nè. Xem thử là Ponsay nói gì về khi mà các bạn nấu ăn ở trong một cái nhà hàng top như vậy. If the fish you wanted to use for your main dish doesn't arrive, you can choose to do it when I really want to. What advice would you give to anyone thinking of becoming a chef? You have to be able to work in a team, whether you're cleaning the floor or grilling a steak. You must be prepared to deal with stressful situations, and you have to be able to think quickly. If the fish you wanted to use for your main dish doesn't arrive, you've got to invent something completely different. People sometimes think that preparing food in a first-class restaurant is a complicated and difficult thing to do.
This is partly true. There's a lot to think about, and your work needs to be right every time. But the key to success is to buy the best and the freshest food available and keep things simple. Đó, vậy câu 25 thì các bạn sẽ nghe thấy được cái gì đây các bạn ơi, câu 25? Câu 25 mình chọn cái gì? Không nghe được hả? Câu 25. C. Yeah. Câu 25. C. Rồi còn bạn nào chọn gì nữa không? A. Ok, vậy thì mình sẽ nghe được gì ở câu 25 đây? Okay, mình nghe được gì câu 25 đây nha. This restaurant is a complicated and difficult thing to do. Đây, đầu tiên nha các bạn nha. Got to invent something completely different. People sometimes think that preparing food in a first-class restaurant... Đây, people think preparing food... Preparing food in a first-class restaurant. Đây các bạn. People preparing food in a first-class restaurant thì như thế nào? Bạn nghe được không? Thì như thế nào đây? People sometimes think that preparing food in a first-class restaurant is a complicated and difficult thing to do. Is gì? First class là tầng tầng lớp thượng lưu quá các bạn. Is gì? Có nghe được không? Các bạn có nghe được từ đó không? Is. Come. Đúng rồi, complicated and difficult thing to do. Rồi, good. Complicated and difficult thing to do. Rồi, nghe tiếp nha. This is partly true. This is partly true. Nghĩa là cũng là một phần cũng không đúng. Một phần cũng hơi đúng thôi. Nó chỉ làm đúng một phần thôi các bạn. This is partly true. Mình sẽ có là... Đây. Partly true. Nghĩa là nó chỉ là đúng một phần thôi. Rồi. There's a lot to think about and your work needs to be right every time. And your work gì các bạn? And your work gì? And your work need to be your work need to be right every time. Công việc của các bạn thì cần phải đúng lúc mọi nơi giờ. Rồi tiếp nào. But the key to success. Đó, but the key gì các bạn? Câu này, but the key. But the key to success. But the key to success. Vậy các bạn nghe thử giúp cô the key to success nó là cái gì nha. Your work needs to be right every time. But the key to success is to buy the best and the freshest food available. Đó.
Vậy đây the key to success nó là gì các bạn? Nghe được câu này không? The key to success. Ủa? Rồi có lại chưa các bạn? Có lại chưa? The food available, yes. Rồi gì nữa? By the gì các bạn? Ok, rồi by the gì? Lại mất rồi hả? Rồi có lại chưa các bạn? Ok, rồi key to success by the... Nghe lại khúc này nhé. Câu cuối cùng. But the key to success is to buy the best and the freshest food available. By the best, đúng rồi, by the best and the, cái gì trước từ food đó chính, and the fresh food. By the best and the freshest food available. À. Rồi, nghe lại câu này và dựa vào cái thông tin mình vừa nghe được để các bạn xem mình chọn câu nào. Food in a first-class restaurant is a complicated and difficult thing to do. This is partly true. There's a lot to think about and your work needs to be right every time. But the key to success is to buy the best and the freshest food available and keep things simple. And keep things, yes, keep things simple. Good. Như vậy đối với lại câu 25 như thế này thì các bạn sẽ chọn câu gì? Mình chọn câu gì ở câu 25 đây các bạn? Đúng rồi, các bạn sẽ chọn câu A. Yeah, mình sẽ chọn câu A bởi vì sao? Đầu tiên nói trước là về câu C ha. Câu C, you have to serve complicated meals. Có nghĩa là các bạn sẽ phải phục vụ những cái bữa ăn rất là phức tạp. Nhưng mà ở đây Paul chỉ nói như thế nào? Paul chỉ nói phức tạp về cái gì? Về cái công việc. Đây các bạn, Paul chỉ nói là phức tạp về cái công việc phải làm mà thôi, chứ không có đề cập tới meals. Cho nên là mình sẽ không có chọn câu C ha. Complicated and difficult thing to do thôi, chứ nó không có đề cập gì tới meals cả. Và quan trọng nhất là các bạn giúp cô nhìn cái keep things simple. Keep things simple, vậy cái things này nó là cái gì? Things này nó chính là cái prepare food. Đây, keep things simple thì cái things này nè các bạn, nó chính là preparing the food ha. Tất cả phải giữ những cái gọi là đơn giản nhất, cho nên câu C các bạn sẽ không chọn. Rồi câu B, customer, những cái khách hàng thì họ nghĩ là luôn luôn họ sẽ đúng. Nhưng mà ở đây thì sao? Ở đây Paul chỉ nói về cái gì? Về cái công việc của anh ấy mà thôi. Đây, your work need to be right every time. Cái công việc của bạn phải lúc nào cũng phải đúng mọi lúc mọi nơi. Cần phải đúng mọi lúc mọi nơi chứ không hề nói gì về cái customer cả. Không hề nói gì về cái customer cả, cho nên câu B là mình sẽ không chọn nha các bạn nhé. Câu B là mình sẽ không chọn bởi vì ở đây chỉ nói về Paul mà thôi. Như vậy mình sẽ chọn câu A là sẽ chú ý giúp cô từ cái chỗ the key đây. The key success, cái chìa khóa mà dẫn đến thành công là bởi vì, là vì sao? Là vì để mình làm gì? Mua những cái gì tốt nhất nè và mua những cái thức ăn tươi nhất để chuẩn bị sẵn. Đó chính là cái high quality ingredients. Được chưa? Như vậy câu 25 mình sẽ chọn câu A. Ok. Rồi, có hỏi gì không các bạn ơi?